hoan nghênh tham gia của mình Lê Lê Hàn Ngữ Học Viện Tại Hiện Khở Trường. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học giao tiếp online 2 của trường tiếng Trung Lạc Lạc. Tôi là Xiang Wei giáo sư. Chúng ta hôm nay học thứ 28 khóa Định phòng. Mình là Hương Vi. Hôm nay chúng ta học bài 28 đặt phòng khách sạn. Hôm nay chúng ta có các từ mới gì nhỉ? Cùng Vi xem qua một lượt từ mới nhé. Khung phòng, phòng trống. Xuân rần chiên, phòng đôi. Tuệ, nhất. Bao khô, bao gồm. Hộ trọ, hộ chiếu. Thiền, điền. Đăng chi biểu, phiếu đăng ký. Phòng khả, thẻ phòng. Chào xỉng, báo thức. Thuê phòng, trả phòng. Phụ khoản, thanh toán. Phương sư, phương thức. Xiên chín, tiền mặt. Ý lộ bình an, thượng lộ bình an. Xa cử, lần sau. Cùng Vinh đọc lại một lần nữa nào. Khung phóng. Xuân rần chiên. Tuệ. Bao khô. Hộ trọ. Thiền. Đăng chi biểu. Phòng khả. Chào xỉng. Thuê phòng. Phụ khoản. Phương sư. Xiên chín. Ý lộ bình an. Xa cử. Chúng ta đến với bài khóa nhé. Hãy nghe Vi đọc bài khóa một lần rồi đọc theo. Định phòng. Yêu khung phòng ma? Yêu đa. Xuân rần chiên y tiên tố sảo chiên? Sư bái ủ. Zui piền yi đa tố sảo? 250. Bao khô zào chán mấy yếu? Mấy yếu. Hào đa, wǒ yào zhe ge. Nǐ yào zhú qǐ tiān? Liǎng tiān. Qīng gěi wǒ nǐ de hù zhào, ràn hǒu tiān xiě zhè zhāng dēng jì biǎo. Hào le, zhè shì nǐ de fǎng kǎ. Qǐng nǐ míngtiān zǎo shāng 7 diǎn jiào xǐng wǒ. Hào de, xiè xiè. Mei guān xì. Dì sān tiān. Wǒ yào tuì fǎng. 500 kuài, nǐ yào yòng shěme fù kuǎn fāng shì? Xiàn jīn. Gěi nín 500 kuài. Zhù nín yī lù píng án. Huān yǐng nín xiā cì zài lái. Hǎo, bái bái. Cả lớp hãy xem lại bài khóa, sau đó hãy lựa chọn từ thích hợp để điền vào những chỗ trống của đoạn văn sau. Yǒu yī ge rén dào jiǔ diàn. Yī, fǎng zì. Tā yào dìng. Er, de fǎng zì. Fú wù yuán shuō zuì sān de shì liǎng bǎi kuài. Mèi yǒu, sì, zǎo cān. Nà ge rén, wǔ, liǎng yè. Tā yào jiǎo gěi fú wù yuán. Liǒu. Hǎi yào tiān. Qī. Các bạn đã điền xong chưa? Đây là đáp án, cùng kiểm tra nhé. Yī dìng. Er, shuāng rén jiān. Sān, piān yì. Sì, bao kuò. Wǔ, zhù. Liǒu, hù zhào. Qī, dēng jì biǎo. Quay lại chủ đề của ngày hôm nay, khi đến khách sạn chúng ta cần biết những điều gì? Cùng Vi tìm hiểu nào. 1. Hỏi giá. Wěn fǎng jiǎ. Chúng ta có từ mới. Fǎng jiǎ biǎo. Bảng giá phòng. Các câu hay sử dụng gồm. Wǒ xiǎng kàn qīng tiān de fǎng jiǎ biǎo. Tôi muốn xem bảng giá phòng ngày hôm nay. Qīng tiān de fǎng jiǎ you dà zhě ma?
phòng hôm nay có được giảm giá không? 2. Đặt cọc tiền. Tiền đặt cọc trong tiếng Trung là 押金. Chúng ta thường sẽ dùng hai mẫu câu dưới đây để nói về tiền đặt cọc. 我要交多少押金? Tôi phải nộp bao nhiêu tiền đặt cọc? 押金我拿回来了. Tiền đặt cọc tôi đã lấy lại rồi. 3. Chọn phòng. Khi muốn đặt phòng, chúng ta sẽ dùng câu 我要订房. Trong đó, tìm phòng là đặt phòng. Nếu muốn đặt phòng hạng gì, chúng ta sẽ cho tên chỉ hạng phòng đó vào giữa tìm và phòng. Các hạng phòng thường rất phong phú. Hào hóa phòng, phòng VIP. Biao chuẩn phòng, phòng tiêu chuẩn. Sang ưu phòng, phòng thương gia. Tan rần phòng, phòng đơn. Xoang rần phòng, phòng đôi. Nếu chuyến đi sắp tới, nhóm của Vi có 4 người bạn, 2 trai và 2 gái, Vi cần đặt 2 phòng tiêu chuẩn. Vậy Vi sẽ nói với nhân viên khách sạn thế nào nhỉ? Đúng rồi, Vi sẽ nói là 我要订2间标准房. Còn bạn, bạn dự định đặt loại phòng nào cho chuyến đi sắp tới? 4. Hỏi về trang bị trong phòng. 房间里有空调和热水吗? Trong phòng có điều hòa và nước nóng không? 空调 là điều hòa. Đọc lại cùng Vi nào. 房间里有空调和热水吗? 房间里有什么东西是免费的? Trong phòng có đồ gì không mất phí? 免费 là miễn phí. Đọc lại nhé. 房间里有什么东西是免费的? 5. Các dịch vụ cơ bản. Bạn có thể hỏi nhân viên khách sạn về các loại dịch vụ sau. 你们酒店有洗衣服务吗? Khách sạn các bạn có dịch vụ giặt đồ không? Bạn có biết 洗衣服务 là gì không? 洗衣 là 洗衣服, đó chính là giặt đồ. 酒店有订票服务吗? Khách sạn có dịch vụ đặt vé không? 服务总台的电话号码是多少? Số điện thoại của tổng đài dịch vụ là bao nhiêu? 总台 là tổng đài. 6. Cách thanh toán. Có 3 cách thanh toán chính, đó là 付现金, trả tiền mặt. 网上汇款, chuyển khoản. Nhưng nếu các bạn biết hiện nay người Trung Quốc sử dụng cách thanh toán nào nhiều nhất, đó chính là 用支付宝 hoặc dùng WeChat支付, dùng Alipay hoặc WeChat Pay. Lớp mình hãy cùng xem một video hướng dẫn về việc sử dụng WeChat Pay nhé. WeChat支付 khai phá chỉ dẫn ba. Xóa卡支付. Đặt cái WeChat, 进入我的钱包, 点击刷卡, 让收银员出示条码. 7. Trả phòng, 退房. 退房时间是12点吗? Đây là mẫu câu thường dùng khi muốn hỏi giờ phải trả phòng. Giờ trả phòng là 12 giờ đúng không? 我要退房. Tôi muốn trả phòng. Như vậy, chúng ta đã đi qua những nội dung quan trọng của bài ngày hôm nay. Bây giờ, cả lớp cùng Vi đến với góc điểm hẹn văn hóa nhé. Hôm nay, Vi sẽ giới thiệu đến các bạn các trang web tin cậy để đặt phòng khách sạn khi bạn đến Trung Quốc. Hai trang web đặt phòng phổ biến trên toàn thế giới cũng vô cùng hữu ích khi các bạn đến Trung Quốc, đó là agoda.com và booking.com. Ngoài ra, các bạn có thể đặt phòng, đặt vé tàu xe qua trang ctrip.com. Khi đặt phòng ở Trung Quốc, có một số mẹo dành cho các bạn như sau. 1. Nên đặt trước từ 1 đến 2 tháng để được giá rẻ. 2. Đặt qua công ty du lịch nếu bạn chưa từng có kinh nghiệm tự đặt phòng. 3. Nếu đến trực tiếp khách sạn để đặt vé thì bạn hoàn toàn có thể mặc cả giá. Giá niêm yết đôi khi không có nhiều ý nghĩa lắm bạn nhé. Tổng kết lại bài ngày hôm nay, chúng ta đã học về các bước đặt phòng gồm có Tìm phòng, phụ chiến, thuê phòng. Hy vọng trường tiếng Trung Lạc Lạc đã mang đến một giờ học thú vị đến các bạn. Bài tập về nhà hôm nay của chúng ta là dùng các từ sau để viết thành một đoạn hội thoại ngắn về chủ đề đặt phòng. Xoang rần chiên, phòng khả, xiên chín, xia cị.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào các buổi học tiếp theo. 同学们再见。